Nói chung là mà bạn Lưu Long ơi, mình thấy bạn cái gì ngơ ngác như vậy Haru. Mình nói với bạn như thế này nè, tại vì đôi lúc nhiều khi một cái câu comment hay là một câu nói của bạn gì đó làm cho mọi người cảm thấy họ có một cái suy nghĩ về bạn, đúng không? Thì bây giờ cái chuyện đó cũng chuyện cũng gọi là bình thường thôi, đúng không? Bây giờ bạn phải làm sao để cho mọi người nhìn khác lại thôi, chứ còn bây giờ cái chuyện mà ngồi đây thì nó đâu phải là một cái bạn thanh minh được đâu. Em đang mời anh Cầm chào Phụng Quý. Em chào. Có nghe không con? Bây giờ có nghe không em? Dạ nghe anh, dạ nghe, dạ nghe anh. Rồi, chào mọi người. Anh đang luyện phim nữa hả? Như vậy. Bởi vì tôi nói già mà nhiều khi nó cũng chậm chạp, có nghĩa là có những cái điều mà bọn trẻ bao nhiêu tụi em mà biết hết rồi, bây giờ tụi anh mới biết. Tao cũng vô tình thôi. Tao gõ vô Google về muốn tìm lại những ký ức ngày xưa để mà cho bọn trẻ nó biết thế nào là chiến tranh. Tao vô tình thôi, tao mới gõ vô Google, tao gõ vô rồi những hình ảnh của chiến tranh Việt Nam. Ô mẹ ơi, nó hiện lên quá trời là rất là nhiều. Và những hình ảnh đó đập vào mắt tao. Từ hôm qua tới giờ tao buồn, tao không muốn ăn cơm. Tại nó khủng khiếp quá. Nó khủng khiếp đến mức độ là mình vừa mình chán ngán luôn. Tao có để một hai bức hình trên cái trang của nhà tao để mình vô mà coi, nó những cái hình mà hình như nó biết nói, không thể nào diễn tả nổi. Không diễn tả nổi mà những cái hình ảnh này hình như là tụi bay biết hết trơn gọi rồi mà tụi bay không có cho tao biết. Tao là Dạ người biết, không, có người tất cả mọi người đều biết tại hết em xin nhắc, mà bây giờ tao mới lọt. không không phải là em không, Những hình ảnh cũng rất là khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam mình mà đa phần là người Mỹ họ chụp lại. Nó khủng khiếp đến mức độ mà là mà dồn là tao chán ngán, tao chán dán liền, tao không ăn cơm đổ luôn. dạ Dễ sợ. Bởi vì tao mới nhắc. thì em hôm bữa em có, hình như em có nói một, em nhìn thấy một cái tấm ảnh mà chụp và cái anh bộ đội ảnh đã hy sinh, nhưng mà trên người thì chỉ quấn cái khăn rằn, thì trong cái bóp á, chỉ có tấm hình của một người yêu. Thì lúc đó em xem cái tấm hình đó, thật sự em có nghĩa mình bùi ngùi khi tấm hình đó. Rồi kể cả cái người ta chụp cái tấm hình đó là một cái phóng viên của Hàn Quốc, họ mới gọi là họ hỏi một câu là họ không hiểu, họ vẫn không hiểu tại vì sao mà một con người chiến đấu vì cái gì mà trong 8 tiếng đồng hồ chiến đấu đó thì đủ thời gian họ có thể buông cái súng để họ đầu hàng, để họ giữ lại cái mạng sống. Tại vì họ là cái hình người yêu trong cái bóp, chỉ có băng đạn mà một mình một chiến đấu 8 tiếng đồng hồ, đến khi hy sinh thì thôi. Người ta gọi là người ta cái ông đó, ổng giữ đến cái tấm ảnh đến ngày hôm nay. Ổng nói ổng không hiểu tại vì sao cái người này họ là có cái lòng quyết tâm đến mức độ đó. Một cái tấm hình em coi em rất là xúc động tấm hình đó. Đây là những cái tấm hình của chiến tranh Việt Nam nó đã xảy qua, nó xảy ra. Nhưng mà nó hay ở chỗ là tao không biết sao tao diễn tả được, có nghĩa là không có những cái tấm hình ngược lại. Cái chữ ngược lại của tao mày hiểu rồi. Có nghĩa là ở đây đa số là những người nữ du kích rồi nữ rồi rồi thanh niên ở Việt Nam đã bị những người lính Mỹ hành hạ và cắt đầu cắt cổ đưa lên giỡn bợt rồi đấm đá rồi bổ bụng bon gan, nó rất là ghê rợn. Và nó có một cái tấm hình mà ta không có dám nhìn luôn, có nghĩa là một người nữ du kích gì đó nó bị cắt hai cái đầu vú, cắt luôn cái đầu vú luôn, và khủng khiếp quá. Nghĩa ra nó khủng khiếp đến mức độ là ta không ăn cơm nổi luôn, tôi sợ quá là không ăn cơm nổi luôn. Nó ám ảnh tao ngày hôm qua tới bây giờ, mà cái này tao mới biết ngày hôm qua thôi, tới bây giờ thôi. Cái là tất cả là những cái gì là hình như là tao chậm chạp hơn tụi bay, có nghĩa là tụi bay đã biết hết trơn cái trời rồi, mà tao thì mới vừa tao lò mò vô tao mới biết. Tức là tao chậm quá, tức nghĩa là tao
có lẽ mấy cái chuyện này là hình như tao sẽ biết trước nhiều, nhưng mà khi tao đăng lên rồi tao có những người xúc, rất nhiều người cũng là đồng tình với tao rồi, nó tàn ác và nó khủng khiếp về cái chiến tranh là như vậy. Ở đây tôi muốn đăng lên để tao nói một cái điều này nè, đừng để chiến tranh xảy ra nữa, bởi vì cái sự chiến tranh nó tàn khốc đến mức độ mà tao ám ảnh. Nghĩa là tao hồi xưa tao đi lính tao cũng bắn tao cũng giết vậy, nhưng mà tao không bao giờ tao thấy, không bao giờ thấy những cái cảnh vậy trên ở trong rừng, không hiếm hoi lắm mới được một hai người chết bên mình chết bên kia chết, nhưng mà nó không có đến nỗi thì mà ghê gớm như vậy, nó tàn khốc quá. Ý tao đăng lên mà tao mới lấy ra tao mới đăng lên trên mà trên cái trang nhà của tao đấy, thì cái đó tao muốn nói được cái điều này là đừng để chiến tranh xảy ra lần nữa, bởi cái đó là không nên, không nên và không nên. Nó thê thảm đến mức độ là tao không biết nói làm sao, tại vì tao tao buồn quá. Cô không vô nói chuyện, cô không vô thì không đúng cho ăn chút chút cho cái điều nó nản nản nản, người nó không còn vui vẻ. Nhưng mà mọi lần tao lên thì tao có vẻ tao hài cho tôi phải cười được, chứ bữa nay tao nít cái hài được, bởi vì tao nè, tao coi mày coi nè, chào anh Tài Lu, lâu quá mới gặp. thấy chưa dạ thấy quá trời luôn, dạ hơi quá xa trời luôn, dạ. khủng khiếp Nói thiệt. chung là những hình ảnh thì em mới nói mà bây giờ trên mạng Bởi vậy cái chiến tranh Việt Nam mình mà nó xảy ra thì tất cả những người lính của viễn chinh của Mỹ mà nó qua bên nó chiến đấu, nó sẽ bị gọi là bị một cái bệnh tư tưởng, gọi là nó gọi stress mà bị tâm thần. Chuyện đó là thực sự là có thật, chấn thương tâm lý rồi, ở Việt Nam gọi là chấn thương tâm lý. Bây giờ chính cái người đó cũng đang khùng khùng điên điên luôn, ta bỏ vô rừng ta ở hoặc ta ở mình rồi gì. Thì giống như hồi lúc đầu giờ em live stream á, thì em có kể một câu chuyện ngày hôm nay em gặp một người đó là Thì đi tất cả chiến trường các tôi nói một điều này là tôi đăng lên cái trang nhà của tôi một vài bức hình thôi, tôi không dám đăng lên, tại tôi nghe tôi đã nói á, nếu mà đăng mà những cái cảnh mà ghê rợn quá thì tụi Facebook nó sẽ gửi xuống cho nào không cho đăng lên. Cho nên vì Dạ đó đúng là rồi. tôi đăng một tiêu biểu thôi. Tất cả những người mà chống đối hoặc là khích bác hoặc là có một ý đồ xấu về của Việt Nam mình đó, hãy coi những cái bức hình đó trước đi, rồi hãy coi những bức hình trước đi, thẩm thấu đi, suy nghĩ đi, chín chắn đi, rồi hãy phát ngôn. Nhất là Benny Nguyễn, Tân Thái hay Tân Chó gì đó, rồi cái gì đó, rồi thấy đó. Hãy coi đó đi, rồi xong nếu các anh muốn như vậy nữa thì lúc đó chúng tôi là những người ở trong nước là phải có cái thực trạng như không. Chính tôi là người mà đi lính nè, mà tôi thấy mà tôi chịu không nổi luôn. Đặt mình vào cái trường hợp đó thì như thế nào, tôi thấy tôi khủng khiếp quá. Thực tế là tao đi lính tao cũng bắn, tao cũng lầm tùm lum tao la tùm tỏi, mà tôi chưa hề thấy cảnh đó, mà cái cảnh hình như là người Mỹ đi hành quân nè, chứ không phải người Việt. Rồi nó đi hành quân xong rồi có người để chụp ảnh lại, khủng khiếp lắm. Tao dòm tao ớn quá, và tao không bao giờ tao muốn cái điều đó nó xảy ra lần nữa cho. Kinh khủng. Thì Ở trong gia đình tao thì cũng có mày, có người anh, rồi cũng có người bà con, rồi đã hy sinh, nhưng mà mình đâu có chiến cảnh hy sinh họ là như thế nào, rồi hình thế giữa cả hai bên, cái điều đó nó đã bất mát giữa hai bên, thì cái chuyện đó tao không muốn, tao sợ quá, tao không dám coi nữa đó. Tao nhắn nhủ rồi tắt bạn trẻ như vậy. Bây giờ tao biết thực tế là tôi biết nhiều quá rồi, mà tao lò mò tao mới biết ngày hôm qua. Hình như là cái chiều đó là như là tao chậm quá, chậm hơn mấy chục năm rồi đó. Tao không biết nói làm sao, tao buồn quá. À, thôi giờ bỏ qua vụ gác cái đi, bây giờ tao có một cái này vui lắm là nè, mà tao mới đọc, tao mới có cái video clip mà tao gồm ngày hôm qua. Có một cái anh chàng, anh đi cái xe Honda, anh đi ngang sao mà cái xe lửa, đoàn xe lửa đi ngang qua làm sao không biết mọi xe, cái xe máy của anh hư, anh băng qua đường hay sao, anh thì thoát chết, còn bà con xe máy thì nó bị hư. Đồ anh đặt cái xe Honda anh bị hư, anh nạt nạt xuống á, anh đòi đền. Đồ mà tao thấy cái thằng này thuộc về dạng khùng khủng, nó không hiểu được luật của giao thông như thế nào. Cái đường xe lửa là cái đường ưu tiên số 1, bởi vì nó chạy bên đường ray không có quẹo quyết thì có nghĩa là nó là ưu tiên 1. Đáng lẽ anh nó không bắt anh bỏ tù gì thôi, mà đủ anh ngồi xuống rồi là anh mày có coi clip đó chưa,
Có, em có coi thấy luôn. Đủ chưa quá luôn, nó chưa bắt anh đủ, nó nhốt rồi dưa rồi bay cuối là lắm rồi, vì anh ngộ với anh đền, anh đòi đền cái chiếc xe của anh thấy thì tôi luôn phải dặn khùng luôn đó thì. Thành ra bây giờ á, tao không biết nói gì, bữa nay tao cũng chán, tao cũng không muốn nói gì, nản nản. Thì giống như là nói đây thì em mới nói như thế này. Hôm bữa em có phân tích một cái điểm, em hỏi tại sao bà ca sĩ Khánh Ly, bà là từng một thời chống cộng dữ dằn, mà khi về Việt Nam bà mở một cái live show, người trong nước vẫn bỏ tiền đi ra mua cái vé để vào xem, mà trong khi đó một nghệ sĩ Hoài Linh trong nước đi ra hải ngoại để biểu diễn thì mọi người ở hải ngoại lại đi đả đảo, gọi là ngăn cản những người có thể là để đi mua vé xem Hoài Linh. Thì em hiểu hai cái hình ảnh nó trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi Dạ ta biết thì là bây giờ không có dám nói gì, mà tôi chỉ nói là nên suy nghĩ lại, nên suy nghĩ lại, bởi vì cái đó nó đập vào mắt tao, thấy thấy tôi cũng khiếp quá. Mình cũng không dám nói vấn đề chính kiến ở đây, bởi vì mọi người có một chính kiến khác nhau. Đối với tao thì tôi chán nản thật, tao là tao từng nói rồi, cái chiến tranh đã đi qua lâu lắm rồi, nửa thế kỷ rồi, tao không muốn nhắc lại, mà tao không muốn cái chuyện gì nó xảy ra đến trên đất nước tao nữa. Tao đã từng tuyên bố rồi, bây giờ đất nước của tao bây giờ bất cứ cái gì từ cộng hành héo cũng là cái đất nước của tao, tao muốn nó yên bình và tao muốn nó hạnh phúc, tao không muốn ai quậy phá cả. Còn tất cả mọi người khác cũng có quyền chính kiến của họ, họ có thể chống phá hay gì đó, nhưng mà tao chỉ khuyên là nên suy nghĩ lại, nên nhìn mấy cái hình ảnh đó đi rồi xong mới suy nghĩ lại đó. Mà không biết nói sao, tại vì mỗi người mỗi chính kiến, mà có thể là đúng với tao nhưng mà nó lại khác, lại không đúng chính kiến của người khác. Cái chuyện đó là mình đâu có được quyền áp buộc ai đâu, nhưng mà riêng cá nhân tao là tao thấy tao nản. Có lẽ một hai bữa tao mới là sung trở lại, chứ còn không bây giờ tao xỉu xỉu rồi, tao coi tao tiện tao muốn tao không có ăn cơm luôn á. Biết cái nói cảnh mà cái cô gái mà đang nằm phơi mình trên mà hai cái bộ vú bị cắt mất từ nữ du kích, tao thấy một ói luôn. dạ đúng rồi. Ê. Thì những cái hình ảnh đó thì gọi gọi chỉ để lại cho mình một cái Yeah, cho xuống gì đi, tại có thằng cháu tới. Chưa có nói được gì đâu, nhưng mà cho anh xuống đi, coi người khác lên, bữa nay nói vậy thôi dạ nghe. rồi ok anh dạ cảm Lên.